Mến chào quý cô chú anh chị, à, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube nhà đất anh chị. Đó, thì hiện tại á, em đang chạy trên trục đường Tân Kỳ Tân Quý anh chị, ngay chỗ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm nha anh chị. Đó thì hôm nay em chia sẻ cho quý anh chị mình một căn nhà rất là gần trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm luôn. À, từ ngay khu vực này mình về nhà chắc khoảng tầm 1 phút 30 giây thôi anh chị. Đó nhà thì nằm trên trục đường Trần Văn Ơn ha, kế bên trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. À, xung quanh đây thì rất là gần tiện ích rất là nhiều. Đây là đường Tân Kỳ Tân Quý giao với Lê Trọng Tấn nè anh chị về vô Lê Trọng Tấn này cũng sẽ ra trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm cơ sở 1. Lúc nãy là mình đi ngang cơ sở 2 ha anh chị. Đó đây là đường Tân Kỳ Tân Quý, phía sau lưng mình á là sẽ là về lại trường Trinh Cộng Hòa nè. Đó anh chị đi về Tân Bình rất là gần. Còn đây là anh chị đi thẳng Tân Kỳ Tân Quý á là sẽ ra lại Aeon Tân Phú nè. Từ đây về Aeon Tân Phú chắc khoảng tầm 5 phút á là tới Aeon Tân Phú nha anh chị. Nó rất là gần, rất là thuận tiện cho anh chị mình luôn. <laughs> Xung quanh nhà mình á thì sẽ có chợ nè. À, có trường học đầy đủ hết nha anh chị tí nữa mình quẹo vô đường trần văn ơn chị sẽ em sẽ đi ngang cái chợ trần văn ơn luôn nha anh chị đây đây đường trần văn ơn bên tay, tay, trái mình anh chị anh chị sẽ quẹo vào nó giao với đường tân kỳ tân quý à, <laughs> thì cũng có nhiều anh chị á hỏi tại sao mà em quay nhà không quay đường hoặc quay đường không quay nhà thì anh chị cũng thông cảm là em cũng muốn cho anh chị mình xem khi mình mua nhà thì xem xung quanh nhà mình có đường xá nó như thế nào hoặc là đi từ điểm nào tới điểm nào nó gần nhà mình nhất cho mình chị mình dễ thuận tiện để tham khảo đây đây là trường tiểu học đoàn thị điểm nha anh chị nó nó thành ra là nhiều khi em quay uh, quay đường ngoài đường cũng rất là nhiều đó, nên là anh chị cũng thông cảm anh chị nào mà biết cái đường trần văn ơn rồi biết chỗ này rồi thì cứ kéo kéo cái video nó dài dài lên tí xíu là sẽ tới nhà thôi anh chị nó còn không thì anh chị xem quan sát xung quanh mình có cái gì mình mua nhà thì chắc anh chị xem chị cũng muốn biết xung quanh nhà mình có gì đường xá đi như thế nào đúng không anh chị đó đây đây là cái chợ trần văn ơn nè em sẽ quẹo vào hẻm 46 của chợ trần văn ơn nha anh chị đó đây anh chị mình chỉ cần sáng có thể đi bộ ra đây để mua đồ luôn anh chị, rất là gần chợ ha. Đây là hẻm 46 em rất là rộng luôn, rộng rãi thông thoáng luôn anh chị. Đó. À, đường đường Trần Văn Ân này á là thuộc phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha anh chị. Đó, đây đường đây hẻm hẻm này trục hẻm 46 rất rộng rãi thế anh chị. À, đây là đường trước nhà mình. Đường trước nhà mình á thì nó rơi khoảng chắc khoảng tầm 3 mét đó anh chị. <laughs> Điện trước nhà mình chắc khoảng tầm 3 mét rất là rộng rãi đây anh chị thấy không đây đường trước nhà mình nè rộng rãi thông thoáng thì căn nhà có diện tích rất là đẹp luôn ngang 4 và 15 đó, kết cấu á, là một trệt một lầu nha anh chị nó là căn góc hai mặt tiền này đây, đây là quy hoạch nè anh chị đất ở hiện hữu ha căn góc hai mặt tiền đó, hiện tại á, thì là có rất là rộng rãi thông thoáng anh chị đó đây giống như anh chị thấy hình ảnh trong nhà đây nhà này thì chủ nhà chỉ có đang hiện tại đang cần tiền nên cần bán gấp nên chỉ có giá là 4 tỷ 200 triệu thôi với diện tích ngang 4 và 15 mà chỉ có 4 tỷ 200 triệu thôi anh chị một giá rất là tốt khu vực luôn đây là đường trước nhà mình hiện hữu thì nó rơi phải chắc khoảng tầm 3 mét anh chị nó rộng rãi thông thoáng cái góc hai mặt tiền rất là thoáng mát nha anh chị anh chị nào quan tâm căn này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới À, 0949 900 589 Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp nha anh chị Đó. <laughs> Ngoài ra thì bên em có quay video quảng cáo Cũng như là những cái gửi sản phẩm bất động sản à, Anh chị nào đang có sản phẩm cần bán thì cứ liên hệ cho em Em sẽ hỗ trợ cho anh chị Đó, Bây giờ em sẽ đi bộ lại tí xíu cho mình ra thấy cái được cái đường nhựa thấy chưa Rất là gần luôn chị Cách chắc khoảng tầm 30m là tới nhà mình rồi rất là rộng rãi, thông thoáng, đường xe hơi rất rộng luôn nè anh chị. Đó. <laughs> xin cảm ơn xin để chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau